Sáng nay, trường tiểu học Nguyễn Như Hạnh, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ tổ chức hoạt động ngoại khóa Em yêu biển đảo quê hương cho học sinh nhà trường. Tại ngày hội, các em học sinh được nghe tuyên truyền về vị trí địa lý, vai trò của tài nguyên biển và lịch sử về biển đảo Việt Nam, nghe kể chuyện thuyết trình tranh vẽ về biển đảo. Hoạt động ngoại khóa đã thu hút sự quan tâm và tạo phấn khích cho các em học sinh để bước vào tuần học mới. Trước đó, nhà trường cũng đã tổ chức cho các em thi vẽ tranh về biển đảo Việt Nam, thi viết thư gửi các chú bộ đội hải quân đang canh gác nơi đầu sóng ngọn gió để bảo vệ vùng trời của Tổ quốc. Đây là hoạt động ngoại khóa thú vị, bổ ích, thiết thực chào mừng 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12.